Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dương Khải nữa mời. Dương Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải sẽ đầu tư An Even cho Cờ Lon. Được Khải rút 3 tỷ cho chính nha nè. Nếu mà hiện tại Khải ăn thêm 3 tỷ thì Khải rút 113 và chắc chắn sẽ lên hạng 2 số nha nè. Hiện tại Khải đang có 2 tỷ 1. Còn thiếu 2 tỷ 8 nữa cấp. 2 tỷ 8 nữa cấp thì lần này Khải rút hôm trước khoảng 500 triệu rồi. Giờ Khải chỉ thiếu 2 tỷ rưỡi thôi nè. 2 tỷ rưỡi giờ Khải ăn 5 cục này thì được 2 tỷ rưỡi thì khoảng tầm 4 tỷ 666 triệu thì Khải gần up cấp 113 thì chắc cũng hàng 2 số nè. Ok, Khải mua nguyên liệu, Khải đưa cho Khải xe chuẩn bị up luôn nè. Rồi, đây, Khải sẽ mua bắt đầu chương công thật. Khải đang thiếu 2 tỷ 5, Khải mua 4 cuốn, 5 cuốn. 5 cuốn là 2 kim, 1 kim. Rồi, tiếp tục đó là Thiên Niên Thất Tinh Thảo. Đó là Hiền Trần Đơn, Hiền Trần Đơn là rút cục 500 triệu nè. 1 kèm 5, tốn hết 2 kim rưỡi nữa. Rồi, ok. Rồi, Khải sẽ chuyển qua cái lô bên này, Khải ăn nghe vần rồi, Khải up cho anh em, rút cho anh em xem nha. Khải chuyển qua con năm độc này rút thử được 5 lần. Năm độc rút 3 lần thôi. Từ từ, năm độc nó lên đi. Khải chuyển cho con đường môn trước nè. Cho đường môn ăn trước, rút trước nè. Đường môn rút trước đi. Tại vì đường môn nó không có quan trọng lắm. Đợi năm độc nó up cấp nè. Đợi năm độc up cấp nó nó bóp bùa. Còn đường môn thì không quan trọng nữa nè. Ok, rút đường môn nha nè, rút đường môn trước nha. Chuyển camera đường môn cho anh em xem nha. Đó. Hello Lê xin Yasu nha. Đây anh em ơi. Khải đưa qua hết đường môn rút. Ấy, giao dịch nhầm rồi anh em. Chút, giao dịch nhầm rồi. Đây. Giao dịch với đường môn này, mua đúng rồi. 1 2 3 3 đi, cũng được môn rút 3 cục đi. Đỡ lại 2 cục cho nghe mi rút. Rồi. Anh em mình rút thôi anh em. Một lần rút tốn 500 xu mà được 500 triệu nè. Rút 500 xu mà được 500 triệu. Rồi đó, tí rút này, tí rút tính sau. Ok, anh Evan này. Dấu đầu chuyển ngoài này, anh Evan cho anh em xem nha anh em. Evan này, Evan 30 tháng 4 nha mọi người ơi. Đây, anh em có xem những video trước anh em cũng biết rồi. Rồi, sau khi ép đủ cái súng thì bây giờ nút. Nút, kiếm Evan up cấp anh em ơi. 500 triệu, Khải rút một cục nữa nè. Rồi, 500 triệu này, anh em thấy đủ 500 triệu chưa? Rồi, Khải rút một cục test thử cho anh em xem. Liền tinh đang truyền công thật, ta đến. Ta muốn rút Hiền Trần Đơn. Đồng ý. Ok, đó, Khải mất 500 triệu và Khải thu được một cục 500 triệu nè. Đó. Rồi, tiếp tục Evan thôi, đó. Cái hôm nay thì video hôm nay thì Khải anh Evan đã Khải lấy kinh nghiệm và ụp đọc ở chính thôi nè. Vật phẩm thì Khải bán thôi nè. Đó. À, di chuyển thành ơi, đứng dưới đây, qua thành đô. Thành đô xin đến con ăn mày đây. Ăn mày nè mày. 1-3 vi kiếp, mở. Thí yên đào pháp. Kiếm máy yên thị tinh, bót đại bất tiểu anh. Bót ngoài. Kiếm máy yên thị tinh, bót đại bất tiểu theo này. Cho nó 200 lượng này. Cho ăn mày này. Cho ăn mày này. Cho ăn mày này. Cho ăn mày, đủ cho hoài luôn á. Đủ. À đâu. Cho hoài luôn mà nó không cho mình skin kia luôn nè. Skin mà mất túi nè. Ảo quá. À đâu. Chúc ngày mạnh mẽ đủ cho này hoài. Ui. Cho nó tiền hoài mà nó không cho mình cái kia luôn nè. Ảo vãi. Trước khi anh phải cho tầm 3 con cái là nó cho cái skin mất túi nè. Hôm nay không thể cho luôn mà tiền vạn là mình quá trời luôn nè. Không cho nó là kêu người không phải là Bồ Tát vãi luôn. Đây này cho nó 10 vạn này. Đó, mất 10 vạn không được vậy luôn rồi. Xong. Không được nha em ơi. Bỏ. Không cho nữa. Bao nhiêu tâm kinh. Rồi, được 500 triệu này. Chỉ rút tiếp cục nữa nè em ơi. Đó, 500 triệu rút một cục nè. Bắt đầu chiến công thực nè. Tao không đứng liền. Hiền Trần Đơn. 2 cục, ok chưa. Anh này Khải sẽ rút 3 cục. Rồi, up cấp nó ngay. Tinh Hồng. Thiên Hữu Lộ. Đường môn thì nó không quan trọng bằng năm độc nè. Nó là đỡ năm độc nó lên up cấp là nó cắt bùa nè. Đồ không có kỹ năng tiềm năng luôn anh em. Kiếm kỹ năng tiềm năng cho năm độc. Nó nuốt lên hợp lý. Gần 500 cái, gần 400 cái này. Vẫn chưa có viên thị tinh nào. Vẫn chưa có viên thị tinh nào luôn anh em. Làm ăn.
Anh em đang xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ cho video anh em ơi. Đó, Khải úp cốc 105 mình tính tiếp nè. Úp cốc 105 mình tính tiếp nha nè. Nó hút nãy giờ 1 tỷ rồi. Khá thốn. Một cục hoang binh. Trời, chưa có duyên thị tinh nào luôn anh em ơi. Chủ yếu kiếm thị tinh với bot mà không ra luôn nè. Chưa có vật phẩm luôn nha. Chưa có duyên thị tinh nào luôn. Hết 500 cái rồi nè. Chỉ có một cục tinh hồng thôi. Toàn thiên hướng lộ thôi. Cành ấy. Tiền thua lộ nữa. Trời ơi. Hết 600 cái rồi em. Đồ tính ra anh Vinh lần này đen dữ ta. Không có duyên thì tin rồi luôn em. Ảo thiệt sự luôn trời. Ảo thiệt sự luôn em ơi. Chủ kiếm thì tin với lệnh bài boss mà không có nè. Một lệnh bài boss thường. Một lệnh bài boss thường. Một quá tửu. Ôi gần 700 cái rồi. Pháo đâu, pháo kỹ năng tiềm năng đâu. Pháo kỹ năng đâu. Một viên thì tin. Trời ơi mày quá nè. Tiếc là hắn. Tiếc là hắn. Hết 750 cái rồi nè. Hết 750 cái nè. Thì tin boss, thì tin boss. Bài đặc biệt là bài đặc biệt. Làm cho 3-4 cái là bài đặc biệt rồi anh em. 800 cái rồi. Uầy, quá nhỏ luôn. Quá nhỏ luôn anh em. Một cục tinh hồng. Chắc tối mới bêm lên bài boss em ơi. Ăn xong chắc tối mới gom bêm lên bài boss anh em. Rồi, còn 100 cái cuối cùng mà chưa có gì luôn em ơi. Ảo ơi. Trời, đúng một viên thị tinh em. Ảo thực sự. Hai con boss thôi nè, hai boss thương nữa chứ. Không có con nến nào luôn, không có con nến quên, không có con pháo kỹ năng nào luôn. Trời, đen quá đen luôn em ơi. Con này có cái nịt rồi em ơi. Bay 7 kim máy, 7 kim máy không có gì luôn em ơi. Vãi nữa rồi. Rồi. Con này có cái nịt thiệt sự luôn em, không có gì luôn trời. Rồi, xong nịt không. Rồi, chốc đồ anh em ơi. Ảo quá, con này không có gì luôn em. Nhỏ dữ ta. Mà chuẩn bị đi phong độ rồi, tấn phát ơi. Đã khả đổi cục 500 triệu cho ạc chính nữa. Rồi. Đổi cái cục này mất 500 triệu của ạc lon này mà bù lại 500 triệu cho ạc chính anh em. Rồi nhỏ gô gốm nè. Cho anh em chốt vật phẩm anh em ơi. Sắp mạch rồi, sắp mạch rồi. Nó đang thiếu dịch qua này. Chốt vật phẩm này. Bao nhiêu tiền này. Ba cục này không tính nha nè, ba cục này thì rút kinh nghiệm chiều ngoài chính không nói nè. Được 2 lần bài boss này, 400 xu. 2 tinh hồng, 200 xu là 600. Cục này 100 nữa là 700. Thì tinh này 300 là 1 kim. Rồi hết rồi. 1 kim nè, rồi 7 kim thu được đúng 1 kim. Còn lại 46 túi này đã mở tiếp nè. Thu là đúng 1 kim rồi nha, còn bán này bỏ qua tính sau nè. Tiếp tháng này, thu được đúng 1 kim nha nè. Từ từ khả mở tiếp tục nè em ơi. Mấy cái này sao tôi giảng này nào làm gì. Một kim này. Tiếng lộ bỏ qua 8 bình tiếng lộ này tí tính nè. Trời ơi thu được một kim anh em ơi. Quá nhỏ luôn. Vòng hoa cá nhân nè. À không phải. Thu đúng một kim một nè. Còn lại bốn cái này bị mở tiếp nè. Rồi từ từ tính tiền tiếp. Thu đúng một kim anh em ơi. Hiện trận đơn anh một tháng 6 cục 3 tỷ thôi. Snow Trương ơi. Rồi thấy vô coi. Còn 4 túi mở này. 1 kim. Rồi tiếp tục nè. 1 kim nè. Tiếp tục nè anh em ơi. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục là được một cái kháng cảnh 5 nè. 200 xu. 1 kim 2. Con boss này là 300 xu. Kim rưỡi. Rồi cái này 100, 200 xu. Kim 7.
nhất kỹ 500 xu, hai kim 2. Bot này 300 xu. Hai kim rưỡi. Ôi, đồng cục hiện trắng đơn luôn em. Ngon lành. Con này được 500 xu nữa, ba kim 2. Một cuốn tiềm năng này được 500 xu. Ba kim 7. Rồi, nói chung là được 3 kim 7. Rồi, tiếp tục. Cái thể chuyển giới này không bao nhiêu nè. 3 kim 7, rồi tiếp tục mở tiếp rồi nè em ơi. 3 kim 7 rồi nha, thu được hơn 3 kim rồi ấy. Tiếp tục. Mở nè. Một con ngựa, không quan trọng rồi. 3 kim 7 rồi. Rồi, 3 kim 7 rồi đúng không? Còn thiếu mấy túi nữa. Hôm nay thiếu mấy túi, 4 túi nữa, cho nó 4 túi nữa cho đủ luôn. À, thu được 3 kim 7 rồi đúng không? Rồi, qua này lấy cái này đã. Mở tiếp tục mấy cái này, tiếp tục nhận thưởng rồi nè. Tương dương nè. 3 kim 7 rồi nha. Tiếp tục nè. Đó, thêm mấy cái túi rồi nữa nó mở nè. Anh Vân này 7 kim rồi nè. Thu lại mới 3 kim 7 thôi. Tiếp tục. Mỗi con sẽ được 50 túi. Con này thiếu ít túi. Rồi, đã bước 2 người qua con này luôn. Lô thiệt ảnh rồi, tiếp tục. Rồi tiếp tục khui 50 túi này nha anh em. 50 túi này anh em ơi, khui lỡ bao, khui kiếm phi phạm kiến anh anh em. Đó, thành phục vô hạn ngon lành cảnh đạo nè. Chống bài thứ tên. Ơ, đường cuốn 5 điểm tiềm năng được á. Kinh hồng. Kiếm phi phạm kiến anh anh em ơi. Kiếm phi phạm kiến anh anh em ơi. Năng nào kiếm cái năng 3 ngày chơi nam. Ồ, được một pháo kiếm năng. Ok. Nãy 3 kiếm 7 rồi nam, từ từ tiếp nam ơi. Trời ơi, tổng tiếp hả? Kiếm năng nào, phim phạm kiếm năng nào. Mình tìm phim phạm kiếm năng nam. Nhận kiếm được 3 phút. Trời, phim phạm kiếm năng không có luôn. Ôi, họ bắt vào rương mà. Ok, ok. Đấy, gì đây? Đấy, mắt sáng. Một cuốn tiềm năng ngon. Rồi, không có phi phong rồi nè em ơi. Rồi, xong. Không có phi phong luôn. Quá nhỏ. Rồi, chốt tiền tiếp theo rồi nè em ơi. Này, 3 kim 7 rồi đúng không? Rồi, con này lỗ. Con này lỗ sắp mạnh này. 3 kim 7 thu được nhiêu đây? Tiếp tục cộng thêm này. Rồi, cuốn này 500 xu. Cuốn này 500 xu. 4 kim 7. Cái này 200 xu, 4 kim 9. Pháo này 300 xu, 5 kim 2. Cái này 200 xu, 5 kim 4. 5 kim 4 tất cả nè em ơi. Còn lại mấy cái này gì đây? 5 kim 4. Rồi còn lại không có gì luôn. Mấy cái lỡ bao này 50 xu. Cho khoảng 400 xu nữa đi. 5 kim 9. À ok. Một viên tinh hồng nữa này, 6 kim. Nói chung là anh con này thu là được khoảng tầm tương đối khoảng 6 kim nè. 6 kim, ok anh em. 6 kim. Rồi tiếp tục ạc ngàn năm độc. Thường nói 6 kim rồi nè em ơi. Lỗ kim mấy, lỗ kim hơn. Kiếm một phi phong mà không ra nè em, ảo vãi. Kiếm một phi phong mà không có nè. Rồi, món này đỡ tí gì nữa. Tiếp tục thôi. Ok, rồi tiếp tục ạc thứ hai nè em ơi. Tiếp tục ăn năm động nè em ơi. Rồi, lâu sắp mặt luôn. Kiếm phi phong mà chua quá. Rồi, khai chiến với chính khả anh mấy cái cuốn sách cho anh em xem. Rồi nè em ơi, anh mấy cuốn sách này. Một sách này, hai sách này, ba sách này. Không lần chưa? Ba sách là đúng không? Tiềm năng này. Rồi, tiềm năng rồi. Ba cuốn sách. Ba cuốn sách. Rồi cánh này 2 tỷ nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, ok. 2 tỷ gần lên cấp thôi chưa. Rồi mấy cá nhân đi qua đồ tốt cho nó khỏi chặt rừng.
Hôm nay anh cho gọi lon là không cần đâu Nam Lê. Nộp tốt cá nhân. Rồi. Rồi tiếp tục ạc mới nha em ơi, tiếp tục ạc khác nha em ơi. Rồi Khải chuyển qua em đọc. Tiếp tục ăn nhanh đi phong độ nha em ơi. Rồi tiếp tục lần này Khải anh em đọc nha em ơi. Vừa rồi thì anh 7 kim mà thu lại được khoảng 6 kim hơn rồi nè. Tiếp tục em đọc nè. Có em đọc ốp cấp nha em ơi. Một túi. Tiếp tục. Trở lại nơi hẹn thề năm xưa. Kỷ niệm nào ở bên góc mai phương thường. Ta tìm về ngọn đồi đắm cũ. Thanh thành sơ nguyên hương kề vai dưới trang. Chịu hỏi chứng lệ, chịu hỏi chứng lệ. Cun ghé, cun ghé. Hello Tony chẳng nha. Hello anh em ơi vô. Tại anh em vẫn ở úp, úp nhiệt chấn em ơi. Còn thiếu một cục 500 triệu nữa thôi. Thì hối lộ. Trời ơi thì... Cứ nhanh đi phong độ 2 giờ nè mày. Đi trước được biển nè mày. Mới này bác không đi nè. Bạn mình trọng gói luôn nè. Bác chắc nghỉ Tết lâu quá. Bạn mình trọng gói luôn nè. Đồ xong đen như ta. Kiếm dân thị tinh mà chua quá. Kiếm con lệnh bài boss đánh mà chua quá nè mày. Tiền thao lộ. Trời, tổng tiền thao lộ rồi. Ồ, tầm này anh ấy vẫn không thấy thị tinh luôn nè. Thị tinh cực kỳ hiếm luôn nè. Xe bên này anh em nhiều, anh em cứ bảo sao không ép full thị tinh. Sao không ép 4 thị tinh đi. Mà thị tinh em là anh em vẫn rất là tốn tiền một phần không nói rồi. Mà nó không có thị tinh em. Không ra thị tinh nhiều. Không ra thị tinh em. Chúng anh em cứ thấy, ừ sao không ép mà không full thị tinh vô. Cho nó mát luôn. Thì vẫn là muốn mát đó nè. Nhưng mà không có thị tinh. Không thì tên thì mắc kiểu gì. Đúng không anh em? Đó. Em gần 500 cái rồi anh em. Xịt tè le luôn. Xịt luôn anh em ơi. Không có gì luôn rồi. Thấy xịt chưa? Còn 500 cái rồi anh em. Một lần bài bắt xanh. Trời ơi. Hơn 500 cái rồi đấy. Tiếp tục. Anh em. Thì tên ào, thì tên đồ pháo đồ anh em. Không có pháo luôn em ơi. Toàn thiên thu lộ với đồ tốt cá nhân bằng hỏi thôi. Question. Thì tên đi. Đèn quá rồi mày, quá đen. Thì những con sâu này không có gì luôn. Không có gì luôn em. Tiền thổ lộ. Kiếm bánh rồi anh em, mình không có chứ. Một lần bài boss thường nữa. Trời, tiền boss đặc biệt không có luôn em. Nhỏ dữ ta. Cố gắng tìm một con lệnh bài boss đặc biệt, vai đặc biệt là anh toàn trang sức em kiếm hiền tinh em. Server này hiền tinh vào em, hiền tinh rất là hiếm luôn mọi người. Anh em mình đỡ chủ đạo là kiếm boss đặc biệt, đỡ đánh boss đặc biệt kiếm 3 trang sức cấp 10, đỡ lấy một viên hiền tinh, đâm đâm 1 đến 3. Mà em thấy không? Anh không phải đơn giản đâu nè. Lúc đầu thì ngon nha, lúc đầu anh mình cực kỳ ngon luôn em. Tầm này anh em mình thì cảm giác nó bị hơi bị cảm giác nó không có đồ luôn nè. Lúc đầu anh toàn xịn không em, 5-7 cục thiên tinh là bình thường em. Rồi thiên thổ lộ nữa. Nâng cấp. Thiên thổ lộ nữa. Rồi ôi không kiếm thiên tinh luôn. Không có dương thiên tinh luôn. Không có dương thiên tinh luôn em ơi. Còn 83 cái cuối cùng. Đây. Ra được một cục lục nó ở đâu vậy. Một lần bài đặc biệt đó, chủ yếu có tìm cái bot này nè anh em, tìm cái bot đặc biệt nè anh em.
Tinh hú lộ, tinh hồng. Rồi xong. Thu đồ nè em ơi. Con này coi bảy kim được gì đây. Bảy kim thu là được gì đây. Nào cho anh em thu chốt này, chốt vật phẩm này. 100 xu này, 200 xu này. 3 con thường là 600 xu, là 800 xu, con đặc biệt là 500 xu, là 1k3. Nhưng thì tinh này 300 là 1k6. 1k6 rồi nha. 1k6, bây giờ thì không còn gì giá trị nữa nè em ơi. 1k6 rồi nha. Với mình tiền thu lộ này không nói nè. 1k6. 1k6 nè em ơi, mới thu được 1k6 thôi. Rồi, mới tiền thu lộ được 200 xu nữa nè. 1k8. Rồi mới mình Phú Dương Đại chứ. 1k8 rồi nha, thu được 1k8 rồi nha. Hello Hồng Kông anh em. Thu được 1k8 rồi nha, tiếp tục cắt mấy cái kia rồi tính tiếp anh em ơi. 1k8 rồi. 1k8 rồi nha. Đường chật quá anh em ơi, không có chỗ chứa luôn á. Mỗi cuối rồi. Không đủ chỗ. 1k8 rồi. Hãy vứt cho con đường môn này. Đang đường môn nó chật rộng chỗ ngay nè. Nó mới thu được 1k8 thôi. Tiếp tục này. Bỏ bước tìm lộ ra nó khó chọc luôn. Rồi, mở cái cuối cùng mức cộng tiếp này nè em ơi. 1k8 rồi nha. Này tí bước cho cả lon cho xem. Rồi 1k8. Rồi, mới mình cũng nhìn chung được quá nhiều vậy. Rồi, chốt tiếp theo này. Cuối cùng. Đó. 1k8 rồi nha. Bạch chân đơn. Rồi, tiếp tục chốt. Tiếp tục anh em ơi. 1k8 rồi. Hãy gồm phủ diện ạ. Cắt ạ. Khó chặt rừng ạ. Một cái tám rồi đúng chưa? Rồi gom tìm tiếp này. Rồi gom. Một cái tám rồi đúng chưa? Cái này 200 xu ở đây. 2 kim. Con này 300. 2 kim 3. Cái này 500. 2 kim 8. Cái này 200. 3 kim. Cái này 200. 3 kim 2. Cái này 500, 3 kim 7. Cái này 300, 4 kim. 4 kim. Rồi cái này thêm 100 nữa là 4 kim 1. Con này rồi ok mới 4 kim 1 rồi nha anh em. Rồi, để tiếp tục mở tiếp tục túi tiếp theo. Còn mở 50 túi nữa anh em. 4 kim 1 rồi. Rồi tiếp tục này, mở túi này. Trời, còn không bình trăm xu. Rồi tiếp tục mở 50 túi nữa anh em ơi. 50 túi nữa này. 50 túi đại lỡ bao 30 tháng 4 nữa là xong. Mới thu được 4 kim rồi em ơi. Rồi vừa rồi 4 kim đúng không nè. Rồi mới 4 kim đúng không nè. Ok. Giao dịch nó thêm 2 cái nữa hôm trước ăn dư. Rồi chọn 50 cái. Mà cái túi này là kiềm phi phong kỹ năng vốn có một cấp này nọ nè. Mà chua quá chưa có luôn. Rồi tiếp tục mới tiếp tục 50 túi tiếp theo. Mới 4 kim rồi nha. Nến hỷ tạch lách chống phòng phù vô hạn. Ok phòng phù vô hạn cho chính này. Chính này bị bờ ca rớt vô hạn có thời gian vài ngày nè vẫn được này. Ok vẫn được tí nữa vẫn. Oh, một cuốn một tịch quyển 7. Ok kỹ năng là hắn phi phong đâu phong kỹ năng một cấp đâu bắt một rương phi phong anh em. Thì tử thì tinh, ok. Tìm phi phong, ôi, không kháng cả. Không kỹ năng đâu. Một viên thì tinh nữa, ô, con này ngon nha. Tinh hồng. Phi phong kỹ năng đâu nè em. Tinh hồng nữa. Không kỹ năng đi. Đá phát sáng, một cuốn tiềm năng. Trời ơi, không có phi phong luôn. Đã tiếp tục giao dịch tiếp rồi nè em ơi. Miết là lỗ nhiều tính tiếp anh em ơi.
Cái này 200 xu 4 kim 3. Hai viên thiền tinh là 1 kim nữa này, 5 kim 3. Hai viên tinh hồng là 200 nữa, 5 kim rưỡi. 5 kim rưỡi với cuốn này 600 này, 6 kim 1. Cuốn này 500 này, 6 kim 6. Bát rương này 200, 6 kim 8. Cuốn này 200, 7 kim. Nói chung là thu lại tầm 7 kim anh em ơi. Còn cái hóng bánh này 100 xu, 7 kim 1. Chung là hòa vốn nè. Cái này 100 xu là 7 kim 2. Rồi con này hòa vốn nha mọi người. Con này 7 kim thì thu lại tương đối 7 kim hơn. Hòa vốn nha anh em. Không lỗ, con này không lỗ là kinh nghiệm nha anh em. Đó. Ok. Con này hòa vốn không lỗ lắm. Rồi xong, dọn rương đi phong độ nè mọi người. Biết có ai đi phong độ không nè. Rồi xong. Lô, được bao nhiêu bạc đi vậy Dũng Đờ ơi? Chứ không ai đi quá. Thằng này chứ không đi rồi. Ok. Lên giờ đó thì không tập trung kịp thì không đánh được đâu. Hả? Dư ngựa 8x nào lái không em ơi? Rồi dư ngựa ngày 9 tháng 5, 5 ngày. Còn này mấy ngày? Thì đó anh em xem cũng được, không có người nữa. Ok, nói chung là con này 7 kim vẫn thu là 7 kim, không lỗ không lợi nè. Nói chung hòa vốn, lời được kinh nghiệm nè. Lời được kinh nghiệm. Hòa vốn. Đó là ban chủ của chúng ta chứ. Hòa vốn, phòng thủ lý. Mà không có cái nến, không có pháo kỹ năng luôn nha, ảo vậy. Mít, không có một pháo luôn. Đây thu vào một mớ đồ này. Phi phong này, kháng tất cả này. Rồi. Giật ra mấy cái lon mang. Dọn rương. Ok rồi anh em ơi. Anh em xem video này thì đừng quên cho Khả một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ Khả sẽ đi rút một cục nữa cho chính là đủ mắt 3 tỷ nè. Khả giao dịch bạc này cho nó rút một cục nữa. Mua nguyên liệu à, rút đi, đợi chi đây. Nè, 500 triệu nè. Tôi cho là mày 200 triệu bạc này luôn. Rồi. Rút lên 500 triệu quay, chính á. Cái cộng dồn anh Khải. Không em ơi, có chứ. Thì cũng đang nhóm chịu có cộng dồn mà. Cũng nào cũng có cộng hết đó. Nhưng mà em ăn chỉ được đúng 3 tỷ thôi. Không cộng hơn, không được 3 tỷ mốt. Chỉ được 3 tỷ một tháng thôi. 2 tháng hay 3 tháng rồi cắn lại. Coi xem lại kỹ tình hình rồi nè. Nó để ngày giờ trong đó mà. Để ngày giờ nè. Rồi, chuyển bàn chính cắn ngày giờ được bao nhiêu. Đến ngày mấy bao cắn lại nè nè. Đó, thì cắn cục là đủ nè. Đâu rồi. Đây bạn đang được 2 tỷ 5, có thợ nhận được thêm 500 triệu. Ôi, nó không đỡ ngày ta. Ăn mát nó mới đỡ ngày. Không đỡ ngày gì hết luôn rồi. Không đỡ luôn rồi. Mát xong rồi nó đỡ ngày. À, lấy một... ý là có thêm một cục khác là nuốt là nó đỡ ngày hả? Nuốt mát 3 tỷ nó mới đỡ ngày. Thì ý là giờ mình có thêm một cục khác mình nuốt là nó mới báo là bạn đã ăn full rồi, đỡ ngày đúng không? Đúng rồi. Đỡ đến full thì bao nhiêu? Full rồi, bây giờ nó không có báo ngày, giờ phải quăng một cục khác cho nó nuốt, cho nó test này. Đây, bạn còn 29 ngày nữa. Đó là đúng vào mùng 4 tháng 5, tháng 6. Mùng 4 tháng 5. Mùng 4 tháng 6 đúng rồi. Mùng 4 tháng 4. Mắt 3 tỷ. Đó, lần sau tự động nó lên nè. Nay tháng 5 đúng không? 4 tháng 5 chứ. Đó, đúng 4 tháng 6 sẽ ăn tiếp 3 tỷ tiếp. Đó. Ok chưa? Rồi xong. Chỗ đâu là có mấy cuốn kỹ năng tiềm năng nuốt rồi nè. Nuốt nè. Bạn đã dùng quyển 7 rồi. Quyển 1 này, quyển 1 5 điểm thiện tiềm năng này, nuốt này. Quyển 3 này, nuốt này. Quyển 7 ăn rồi. Ai xúc không anh em? Ăn rồi thì bán cái đồ chi đây. Rồi, ok. Điểm kỹ năng này, tiềm năng này dư quá trời nè. Đủ kìa, quyển 1, quyển 7 kìa anh Vũ. Rồi. Ủa anh thấy quyền 7 kìa, anh thả quyền 7 kìa. Ai quyền 7 đâu, lái đi nè, mua đi. Bán rẻ cho xài. 501.
5K2. Ok, em này là trường 5K2. Ok. Bắt đầu này mua dư quá trời luôn. Rồi ok. Mở bắt vào rương xem thì có gì không nè. Phi phong kia này. Hành trang quá đầy. Dòng rương đó. Dòng rương cái mở bắt vào rương nha nè. Mở hai bắt vào rương nha. Anh có bằng đường nè. Thủy tinh nè. Trời ơi, đồ đạc quá trời luôn. Rương mình giờ như một cái đống rác luôn nè. Dùng lần em hơi chậm rương nè. Duyên nè. Không động vứt. Động là làm gì rồi. Bờ bất đầu nè. Đá bất sáng nè. Quá trời quá đó. Lung linh thủy tinh bớt cái nồi tóc bàn đã chọc rương đấy cá nhân này. Tinh hồng quá trời, tinh quá trời. Ok, bán này bước qua cho xe này mà giữ chặn đường quá. Kỹ năng 5 một tháng. Ok. Mấy thầy tên này bỏ hết ra ngoài rương này mà. Chặn đường quá. Kinh hồng này của bang tối bang lấy. Dương tiểu nè. Rồi, giao dịch còn loan cái. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Dọn rương xong rồi anh em ơi. Giờ mới tiếp tục hai bát bát rương thử ra phi phong kiến anh không anh em. Mở này. Trời phụ duyên. Trời duyên thiệt tinh. Không được anh em, thu được 300 xu. À, hợp lý. Rồi, ok vậy. Rồi, biết anh em đang xem thì cho một like nha anh em ơi. Đừng quên cho nút đăng ký kênh anh em. Ai chưa nhấn nút đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký ngay bây giờ mọi người ơi. Đăng ký và hãy nhấn vào chuông thông báo để những video khởi up lên cũng như là những buổi livestream trên YouTube của Khải vào lúc 19 giờ hàng ngày thì nó sẽ thông báo cho anh em biết nha anh em. Và nếu mà chậm chờ nhất thì Khải sẽ 19 giờ 15 phút sẽ online nha mọi người.